Thánh bảo trợ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, một trong những yếu tố then chốt của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là nguồn cảm hứng. Thanh niên từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau để củng cố đức tin của họ và gặp gỡ đức giáo hoàng. Đó là một khoảnh khắc để tìm nguồn cảm hứng từ các bạn trẻ khác và từ những người hành hương có kinh nghiệm về niềm vui đức tin. Trước khi thoái vị và trong khi việc chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Rio vẫn đang được tiến hành, Đức tin trai Medetito thứ 16 đã đề nghị một danh sách 18 vị thánh và chân phước như những vị mà gương sáng đời sống đức tin của các ngài có tính cách truyền cảm hứng để cầu bầu cho những người hành hương. Một số vị trong danh sách này đặc biệt quan trọng đối với người Công giáo Brazil và Nam Mỹ, chẳng hạn như Đức Mẹ Apresida, vị thánh bảo trợ của Brazil, Thánh Frei Cavall, vị thánh tiên khởi của Brazil, Thánh Rosé de Lima, người Mỹ châu đầu tiên được phong thánh và là vị thánh đầu tiên của Chile, và vị thánh trẻ Teresa của dãy núi Andes tuy nhiên một số vị thánh lừng danh trong giáo hội Công giáo cũng có tên trong danh sách như thánh Teresa thành Lisieux bổn mạng của các nhà truyền giáo là người được giới trẻ hâm mộ vì sự tin thác hoàn toàn của ngài vào Thiên Chúa. Ngoài ra còn có thánh Sebastian và thánh Andrew Kim, cả hai đều là những nhân chứng can đảm cho tin mừng. Thánh Andrew Kim là người Hàn Quốc đầu tiên được thử phong linh mục và cũng là thánh bổn mạng của giáo hội Nam Hàn trong số các vị thánh và chân phước bảo trợ cho đại hội giới trẻ thế giới không thể thiếu tên chân phước giáo hoàng gioan phaolô đệ nhị người đã thành lập ngày giới trẻ thế giới vào năm 1985 cùng với đức giáo hoàng gioan phaolô đệ nhị là chân phước chiara Luce Badano, người qua đời ở tuổi 19 và chân phước tử đạo albertina beckenbrock người đã bị giết vào năm 1931 Danh sách này cũng bao gồm Pier Giorgio Frassati, người đã trở thành một trong những người bảo trợ được yêu thích nhất của ngày giới trẻ thế giới. Hai cốt của ngài đã được đưa từ quê hương Turin ở Ý đến Sydney trong ngày quốc tế giới trẻ tại Australia năm 2008. Năm nay, hai cốt của ngài cũng được đưa đến Rio.